bởi chính hương thơm, vị cay nồng đặc trưng mà rượu trở thành một loại gia vị được ưa chuộng và sử dụng nhiều trong ẩm thực, làm nên nét độc đáo cho món ăn. Bởi có rượu mà nên ẩm thực khắp nơi càng đa dạng và thú vị hơn bao giờ hết. Trong quá trình chưng cất rượu trắng sẽ có những sản phẩm ra đời có thể được dùng để làm nguyên liệu để chế biến món ăn. Thiên đường ẩm thực gọi vui đây là họ hàng của rượu đế. Nào, hãy cùng nhau điểm mặt những người họ hàng này trong các món ăn sau đây. Bạn sẽ phải trầm trồ vì sự phong phú và độc đáo của nền ẩm thực Việt Nam đấy. Người họ hàng đầu tiên của rượu đế mà Thiên đường ẩm thực muốn giới thiệu với các bạn đó là giấm bỗng. Với mùi vị chua thanh rất riêng, để xem gia vị này sẽ làm cho món mực chiên quen thuộc trở nên đặc biệt như thế nào nhé. Hãy bắt tay vào công đoạn đầu tiên là cắt ớt sừng rồi băm nhuyễn. Hành lá cũng cần được cắt nhỏ. Dùng dao khứa những đường thẳng đều đặn trên thân mực. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Xem mực tươi rói chưa kìa, hứa hẹn sẽ cho ra một món ăn hấp dẫn đấy. Cho vào đậu nành tương an vào làm nóng chảo, rồi phi thơm hỗn hợp ớt, tỏi. Lượt qua rây để lấy lại phần tỏi ớt vang giòn. Chị Thái Hoa bật mí, hỗn hợp trứng gà đã đánh đều, ngoài việc giúp bột chiên xù kết dính vào mực thì còn giúp cho thành phẩm đạt đến độ giòn hoàn hảo. Cho mực vào chảo, chiên trong dầu đậu nành tương an cho tới khi mực phồng giòn lên. Chưa đâu, phần nước sốt độc đáo sau đây sẽ dẫn đường để cho món mực đi thẳng vào trái tim của bạn đó. Đun sôi hỗn hợp giấm đường, kế đến là cho giấm bỗng vào khuấy đều lên. Những miếng mực chiên vàng óng đang háo hức được tắm nước mắm đường giấm bỗng lắm rồi đây. Rưới đều để hương vị hấp dẫn của sốt ngấm vào mực. Nhớ rắc hành lá, tỏi và ớt phi, phải có cay nồng thì món ăn mới thú vị đó chứ. Miếng mực ban đầu giòn tan trên đầu lưỡi, dai ngọt khi nhai kỹ. Xen lẫn là vị chua thanh thanh của giấm bỗng trong phần sốt. Thiên đường ẩm thực dặn trước là làm món này phải chuẩn bị nguyên liệu nhiều lên, vì quay qua quay lại là mau hết dĩa lắm đó nha. Lại là giấm bỗng với vị chua quen thuộc rồi đây. Thế nhưng trong món cá mú hấp với giấm bỗng này, bạn sẽ có thêm một trải nghiệm mới lạ nữa với loại gia vị độc đáo này đó. Đầu bếp sẽ tiến hành làm nước sốt trước. Ớt không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp khử đi mùi tanh của cá. Nếu thích thì bạn cứ cho nhiều vào nhé. Tỏi cô đơn, cắt muối, rồi cho giấm bỗng vào phần ớt và tỏi đã cắt nhỏ. Một ít đường, ít muối sẽ giúp cho cân bằng lại vị chua của sốt giấm bỗng. Khứa cá muối như vậy để khi ướp muối sẽ thấm đều vào bên trong thịt cá. Nhồi gừng vào bên trong cá sẽ giúp cá khi hấp dậy lên mùi thơm quyến rũ. Lót một lớp đậu hành lá vào sửng trước rồi xếp cá lên. Chị Thái Hoa mách nhỏ là nên dùng dầu đậu nành tương an khi ướp cá để tăng thêm độ béo, bổ sung chất dinh dưỡng cho tim mạch mà vẫn giữ được vị tươi ngọt riêng của cá mú. Cá mú sẽ được sóng hơi khoảng 20 phút rồi đem ra tắm qua nước sốt giấm bỗng chua ngọt đậm đà. Chà chà, xỉn chưa kìa, thịt cá chắc ngọt thấm đậm sốt giấm bỗng. Vị chua của giấm bỗng không gắt mà thanh dịu, cắn trúng một miếng cay cay mà nghe tê rần cả đầu lưỡi. Món này thì ăn không, nhâm nhi với cơm trắng hay cuốn kèm bánh tráng, kiểu nào cũng bắt. Khán giả của Thiên đường ẩm thực đã từng thử qua cảm giác ngà ngà say khi ăn cơm rượu chưa nhỉ? Bây giờ thì chị Thái Hòa sẽ đem mọi người đến một cơn say rất khác là say mê với sự kết hợp độc đáo giữa cơm rượu với gà và rau răm. Chuẩn bị ướp gà bằng bước cắt nhỏ củ gừng, thanh tím đập dập, nêm nếm gia vị vừa ăn. Thêm vào một ít dầu đậu nành tường an để bổ sung vị béo nhẹ và giúp cho món ăn có thêm hương vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn. Phần hỗn hợp vừa trộn sẽ được nhồi ngay vào trong bụng gà. Nước để luộc gà cần có thêm gừng và hành tím cho thơm. Luộc trong khoảng 30 phút để thịt được chín mềm. Cắt nhỏ những nguyên liệu sau: hành tây, bắp cải tím, bắp cải trắng, rau răm. Món sốt thần thánh sau đây không thể thiếu vị cay nồng của ớt đâu nhé.
một chút chua chua của chanh sẽ là những nốt rất thăng hoa. Thiếu sót lắm nếu như bạn không dành cho cơm rượu một lời tán thưởng, bởi chính nó sẽ là linh hồn của món ăn này đấy. À, còn thiếu vị mặn từ nước mắm nữa là xong phần sốt đầy đủ các vị. Gà cũng đã chín rồi, xé thành miếng vừa ăn thôi nào. Lớp da gà mọng vàng tươm mỡ, bao lấy phần thịt mềm ngọt mới hấp dẫn làm sao. Giờ thì cho gà ra đĩa, thêm rau cải đã cắt khi nãy vào. Rưới đẫm nước sốt rồi trộn đều lên. Điểm xuyến thêm những viên cơm rượu cay nồng trắng bóc nữa. Cuối cùng, rưới ít đậu phộng nữa lên là có thể thưởng thức được rồi. Thịt gà dai ngọt, rau cải giòn mát, thấm nước sốt chua ngọt đậm vị men. Ăn kèm với viên cơm rượu mềm mềm, cay nồng hương rượu mới thật sảng khoái. Có khán giả nào đã cảm thấy say chưa nhỉ? Chứ thì nửa ẩm thực thì lần lần lắm rồi đấy. Cơ mà không phải say rượu đâu nhé, mà là say đắm món ăn này đó. Món cuối cùng trong bàn tiệc nồng đượm vị men này là tai lưỡi heo nấu với hèm. Mùi thơm nồng và vị chua nhẹ của nước hèm hòa quyện với các nguyên liệu dân dã, hứa hẹn sẽ làm cho mọi giác quan của bạn bừng tỉnh. Bắt tay vào cắt khúc ngó sen, cắt tỏi thành muối và gừng thành sợi vừa. Đợi tai và lưỡi heo chín thì đem ra cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Chú ý, cắt đều tay để vừa đẹp mắt, vừa giúp cho phần tai và lưỡi heo thấm gia vị cho những công đoạn sau nhé. Bắt một nồi nước dùng trên bếp cho sôi, thêm hèm vào rồi nêm nếm gia vị vừa ăn. Cho lần lượt gừng, ớt, tỏi, ngó sen. Sau đó đến tai và lưỡi heo vào nồi, một chút húng quế sẽ tạo hương thơm tinh tế cho món ăn. Hèm giúp cho tai lưỡi heo mềm ngọt nhưng vẫn giữ được độ dai giòn sần sật. Nước dùng thơm mùi rượu, nồng vị tỏi ớt và lẫn chút vị chua nhẹ. Món này mà có bún ăn kèm nữa thì không biết bao nhiêu chén mới đủ đấy. Đồ ăn ngon mà chỉ để nhìn thì uổng phí quá đi mất. Phải có người thưởng thức chứ nhỉ. Vậy đội nào sẽ được thưởng thức đây? Chờ xem trò chơi ngay sau đây nào. Bây giờ chúng ta có một trò chơi vô cùng đơn giản. Trên bảng các bạn giống nhau, đó là các loại rượu. Dạ. Nhưng chúng có xuất xứ tự động. Chúng ta có 5 lượt chơi. 5 lượt chơi là 5 loại rượu. Dạ. Thế thì đội nào có nhiều lượt thắng hơn thì đó, đội đó giành chiến thắng. Đây, đây lượt đầu tiên chúng ta thả. Ai nhiều nút hơn thì được chọn trước. Vô. Vô. Một. Mời anh trước. Cùng nhau đi. Một, hai, ba. Trời. Một nút. Một nút. Rồi, một nút. Một nút. Chọn bất kỳ cái địa danh nào cho loại rượu mà mình biết. Chọn đi, chọn đi. Bây giờ. Rồi, chọn chưa? Rồi, rồi em chọn đi. Người ta chọn rồi kìa. Màu đen ở đâu vậy? Sơn ơi. Tây ha. Màu đen. Sắp căng ha. Màu ra lên rồi. Tạm cầm, Phú Yên là em nghĩ là rượu nào? Từ từ nha. Em nghĩ luôn nè. Rượu vang xin Lạng Vân. Lạng Vân này ở phía Bắc nè. Bắc. Lạng Vân này là nhớ là Bắc Giang, Hà Giang nè. Bắc Giang, Bắc Giang đúng không? Bây giờ mình chọn đại nha. Hồi nãy nghe bảo là Phú Quý gì đó. Lạng Sơn, ok. Đây, Lạng Sơn, đây, Phú Yên. Phú Yên là rượu gì? Gò đen ạ. Gò đen Phú Yên hả? Ồ, mấy đứa kiến thức bao la quá. Lạng Sơn là rượu gì? Lạng Sơn là Lạng Vân. Lạng Vân. Rồi. Rồi, 2. 2, 3. Trời ơi, thôi con gái là thôi. Mình làm lỗi luôn. Nhưng mà yên tâm đi, đội này cũng có biết gì đâu chọn. Biết anh. Biết gì? Thôi chắc chọn miền Tây đi, hay Sóc Trăng nha. Sóc Trăng đúng rồi, Sóc Trăng rượu ngon lắm. Sóc Trăng rượu ngon. Mà không có trên này. Anh chọn Long An. Rồi. Rồi, lượt tiếp theo. Bảo Quân. Lên lên lên. Dán vô. Dán lên. Rồi, 2, 3, tung. Một nút, ba nút, sáu nút. Mình có hoài vậy trời. Cái team này tầm 1, 2. Rồi, chọn trước ba nút. Tại dính anh đó. Hải Dương ngon lắm, rượu ngon lắm. Rồi, chọn gì? Bắc Giang là nhiều rượu lắm này. Mày biết loại nào rồi? À, Bắc Giang nhiều rượu lắm, chọn đi. Rồi. Bắc Giang không có chén này. Không có. Không. Lượt tiếp theo. Đó, 2, 3. Anh làm kỹ thuật xoáy.
tôi nè. Mời anh. Ngọt đúng rồi. Luôn anh nghĩ mẫu sơn ở đâu ta? Đúng, mẫu sơn Nam. Là ôi chọn giống như chơi lô tô ha. Mẫu sơn Hải Phòng không? Mẫu sơn là núi mẹ. Mẫu Sơn là núi mẹ là anh tìm cái địa danh nằm có núi á. Rồi lần cuối cùng 2 3 7 4 nút 1 nút. Ù đợi đi hay á, một hoài nữa trời. Hoài rồi chọn nước. Bóc lên cay đi. Rồi làm cay. Rồi bên kia Tấn chọn chưa? Chọn rồi. Rồi dán vô đi, dán bên phải nha. Oh my god. Lắm luôn á. Đây chúng ta xem đáp án của chương trình. Đáp án của chương trình là rượu mẫu sơn. Là Lạng Sơn Nè tôi đổi này á, thấy không? Tôi đổi. Lại đi, bắn được chưa? Lại đi. Đi anh bắn, bắn. Wow. Tiếp tục. Rượu Gò Đen là Long An. Long An chính xác các bạn ơi, chính xác các bạn ơi. Phú Lễ là Bến Tre. Bến Tre. Rồi sao rồi? Sai không? Hay quá mọi người ơi. Nó bán nhưng mà không phải. Đường Văn Siêu chắc chắn là Phú Quốc. Không chạy đâu thoát. Đó, thấy chưa? Rượu Làng Vân. Làng Vân, Nghệ An. Là Bắc Giang. Bắc Giang sao rồi? Thấy chưa? Như vậy là chúng ta đúng được hai gái. Một, hai đáp án. Nhưng không sao, vì cái đứa là nghệ sĩ với nhau nên chúng ta cũng bước vào đại tiệc. Ở nơi đó người ta ăn mình nhìn. Mời chọn cơm. Xin mời vào dập tiền rồi. Rồi giờ này ngoài trời đang mưa. Dạ mà chúng ta hấp cái canh nóng như thế này thì còn gì bằng. Dạ thôi thì đây. Hay quá anh. Trời ơi. Cái sự thiết kế này là rất tinh tế luôn. Chứ sao? Rất tinh tế. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ dùng gõ gà. Dạ. Mình cũng cầm đũa đi mọi người. Ba mình cầm đũa đi chứ. Ủa, cái đũa có cái bông nữa nè. Đây. Trời ơi, hoa chuối đâu kìa. Chuối đâu? Không phải hoa chuối à, cải. Sorry anh. Vậy là... Trời ơi. Ăn luôn á anh. Nồng nhẹ mùi rượu, để anh thử. Dạ. Ủa nhưng mà mình có được ăn không? Ăn được hết á, không sao đâu. Hãy lấy cơm rượu. Cơm rượu nè. Cơm rượu. Cảm giác sao nè anh? Mình sao ngủ rất được mọi người ăn xong mình dậy. Cái rau giòn. Dạ. Cái vị chua vừa phải. Dạ. Thịt gà da da. Ôi anh tạc á. Cơm rượu thơm nồng. Cắn trúng một hạt đậu phộng nó giòn nữa. Ui. Mời. Mời. Mời mọi người, mời mấy anh quay phim, mời tất cả các quý vị khán giả. Mời 5.000 quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Trời ơi, nè coi gà nè. Gà này gà ta chứ không phải gà công nghiệp nha. Gà nè. Gà đi bộ. Gà đi bộ. Anh nghỉ. Đi bộ mệt vô đây ngồi. Anh nghỉ ơi. Cái đũa này nó bị cái đó khổ quá. Đây. Thử cái miếng gỏi nè. Thử cái miếng gỏi này. Em cảm thấy là lần đầu tiên em cảm thấy là trong ẩm thực cái món rượu nó vào anh nó khác toàn bộ tất cả những cái món ăn khác, tự nhiên cái món ăn trở nên khác thường và nó rất đặc biệt. Ăn xong lại muốn ăn nữa.
Nhưng mà cái rượu anh ăn vô nó không có bị kiểu bị lớn quá ha, cái mùi rượu nó không bị lớn quá ha, mà nó vẫn ngon á, kiểu hỗn hợp của các gia vị luôn á. Có da có thịt luôn nè nghe. Có da em phải ăn đó, đó, đó. Ăn gà chạy bộ là phải ăn da. Kẹp miếng cơm rượu vô. Trời ơi, sao gấp dữ vậy? Em thích ăn rau, anh thích ăn rau. Đây, rau răm nè. Đó. Một miếng, một cục cơm rượu. Mỡ gà cơm rượu rau răm nè. Rồi còn thứ gì nữa không ta? Ít đậu phộng. Một miếng đậu phộng. Dạ. Một miếng hành phi, một miếng hành tím. À. Đây là miếng hành tím nè. Rồi một chút hành phi. Trời ơi, trời còn rưới lên. Trời, anh còn rưới từ từ cái tiệc á. Ăn với người ta quá. Lua nè. Trong ngữ cảnh mà nhiều con mắt nó dòm ngó vậy là mình phải lùa. Ôi trời. Sexy, sexy. Sexy. À. Nó có vị ngọt. Đúng rồi. Nó có vị chua. Một nồng. Thơm, thơm, thơm của nồng thơm, thơm nồng, thơm của gà, gà chạy bộ là cái thứ nhất. Và cái mà để là ấn tượng nhất là cái cơm rượu. Đúng rồi. Cái cơm rượu nó nồng ở trong miệng. Đôi khi làm cho chúng ta cảm thấy nó hơi the the cái đầu lưỡi. Làm cho một cái cảm giác nó rất là thanh tao. Lại thanh tao. Lại thanh tao. Cuối cùng vẫn thanh tao. Chính xác. Rồi có gà nữa nè. Trời gọi gà không có gà mà có vịt. Em mới nói xong gà đi bộ mệt quá, vô đây ngồi. Tại vì em đây, ăn quá. Chúng ta đến với món thứ hai. Dạ. Đây là cá gì? Cá mú. Mú gì? Cá mú... Đây là cá mú hấp giấm bỗng, nhưng mà ý là cá mú là cá mú gì biết không? Dân Nha Trang mà sao kỳ vậy? Cá mú biển. Thì chắc chắn là cá mú ở ngoài biển rồi. Cá mú trân châu. Cá mú trân châu, sao gọi là trân châu anh? Giống châu cái giống nó vậy, giống nó tên đó. Ăn cá thì biết rồi ha, omega 3 rất là tốt, chất béo. Chất béo tốt không phải là chất béo xấu. Sang mắt thôi. Và rất là tốt cho cơ thể ha, chấm vào một nước mắm ớt. Mắm mặn á, răng tạm. Trời ơi, nó rớt nước mắm xuống. Trời ơi. Thịt cá tươi rất là trắng. Mà ngon, mềm. Đây, hấp miếng nước. Có sự chua nhẹ, thanh tao. Ngon. Mời dùng. Ủa bên kia tập thể dục thể thao hay sao mà ăn kia như vậy? Đúng mùi biển luôn. Ngon dã man luôn đấy. Đúng mùi biển luôn cả. Ngon sao cưng? Cái da của nó rất là thanh tao luôn á. Thanh tao là sao anh? Cái da thanh tao là sao? Mấy người mà thiếu cái chất bổ á, não bộ nó không ổn định. Cái thịt nó mềm mại quá ha. Ngon, thịt nó ngọt, với lại kiểu nó nạc nạc á anh. Và cá đặc biệt là có nhiều cái chất để bổ sung cho người tập gym rất là tốt quá. Không biết sao mà bên kia tập gym mà ăn chay không vậy ta? Emma, Emma tập gym thường xuyên mà. Dạ. Nhìn body là biết rồi. Dạ. Nhìn body là biết rồi. Người ta phải mặc áo mà rộng rộng với lại áo vừa như vậy nè. It's a belly so many hả? Tiếp theo là mực. Mực chiên. Nóng quá, nóng quá. Đường. Sốt giấm bỏng. Sốt giấm bỏng và có mắm đường. Giấm này nó không chua nhỉ? Nó thanh lắm. Mắm đường này ngon này. Trời ơi. Em nghe là cái tiếng nó kêu tách tách luôn anh. Ngon, ngon. Ngon này. Mực, mực trắng. Có nghĩa là nó tươi. Đây là mực ống và lớn. Chính xác. Ngon. Cái sốt giấm với lại cái mắm đường ngoài này ngon á. Chấm mạnh vô. Cái thịt mực á, gai. Không có miếng nước giúp môi nữa nè. Không có miếng nước nữa. Gai nó giòn. Khổ quá. Hành hạ đi chết. Em à. Cái vị sốt nó ngon lắm. Cắn nhẹ thôi.
Tức quá. Ta nói tức dễ sợ. Nhìn sao? Mực không bị dai. Thứ hai đó là có một cái điểm đặc biệt nhất mà em cảm nhận được là cái phần mà nước chấm là chua ngọt đấy, chua chua một tí á. Thì nó không phải chua kiểu đơn thuần như bình thường chúng ta ăn những cái món khác như là chanh hay quất hay tắc gì. Thì em có cảm giác đây là sự can thiệp của cái bỏng rượu và nó làm cho lúc mà em ăn xong cái chua đó thì nó không bị động lại, nó vừa đủ và đẹp thôi. Và em là một người mà rất hay thì tập trung công việc thôi, không để ý nhiều và cảm nhận đồ ăn. Nhưng mà cái món này làm cho em cảm nhận thực sự là đồ ăn đều có nét đẹp, có một sự chiều sâu và nó cũng phải có một sự cân đối tinh tế trong đó thì món ăn nó mới được như này, tức là vừa dai đủ vừa giòn đủ. Hay đó. Hay. Wow. Nói hay quá. Hay quá. Cái gia vị, cái nước sốt luôn nè, rất là ngon luôn, rất là đậm đà luôn á. Cái vị ngọt, cái vị chua nó hòa quyện vào nhau, nó hài hòa. Nó không có cái nào đậm. Nó rõ ràng đấy. Ừ. Thế cái món ngon cực luôn á. Ừ. cái mực nó dai vừa đủ và nó giòn vừa đủ. Đúng rồi. Vâng, không bị dai. Nãy anh nhai em nghe cái tách tách luôn mà, đâu mà giỡn không? Giòn lắm á. Và món này cũng có điểm mà em cứ tưởng rằng là ăn nhiều thì nó sẽ bị ngấy. Cho em ăn đến vài miếng rồi nhưng mà hóa ra là vì mặc dù là ngâm dầu nhưng mà rõ ràng là em ăn xong đều không có bị ngấy hay là vẫn lúc nào cũng thèm ăn nữa. Nó vừa đủ rồi. Đây. Nãy giờ mình ăn món chưa có nước gì, ăn món nước. Món này phải dùng một ít bún nha mọi người. Thôi còn ăn kèm với bún nữa kìa. Tại sao chúng ta dùng bún? Tại vì bún lát để vô có nước hút chạy rọt. Wow. Đây là cái chân tuột vô nè, có lưỡi nè. Wow. Trời ơi, có tai nè, nấu với hèm nè, đó nè, chúng ta thấy không, cái này là ngó sen anh. Nè chết tôi rồi, khoan thử miếng nước. Ui rồi, sụt em này. Ăn dễ quê dễ xả. Ba lần húp là ba lần đến đau bệnh viện. Nửa húp lần thôi. Đây, với những món như thế này, trong ngữ cảnh như thế này, và có vài kẻ xấu đang rình rập như thế này, đúng rồi, thì chúng ta phải lùa. Vậy đó. Trời ơi. Ôi cháu thèm ngon. Chén vừa rồi, cho anh mượn cái chén. Cuốn. Người ta đâu có dùng. Mượn đi cho anh mượn đi. Ôi ngon vậy ơi. Dạ. Nước á. Nước nó ngọt thanh tao. Cái mùi nhẹ nhẹ của rượu. Cho anh mượn nhé. Ê ba đó. Dạ. Bún. Trời ơi, cái mùi rượu nó hoang hoảng, ngon lắm. Và trời ơi, cái thịt lưỡi heo, tai heo nó giòn sật. Nhai mà hai cái nó lại là thanh tao nữa. Hai cái răng nó lại là thanh tao nữa. Khi mình nhai cái răng trên, răng dưới nó nhảy từng. Trời ơi, nó giòn đến mức độ như vậy luôn hả? Đây thử cái. Không bị dai quá, không bị mềm quá. Vừa đủ để nghe những cái tiếng sật sật trong miệng. Thử tiêm một miếng nước nè. Mọi người có tiền húp to gì á? Anh đang ăn được vậy, hồi nãy là vua chỉ ăn sao đó. Ăn húp trộn á. Trong ngữ cảnh mà có nhiều kẻ rình rập như vậy, chúng ta phải là mình phải lùa. Lùa. Có gì lùa. Ngon. Tay heo bình thường anh ăn á thì nó sẽ anh ở nhà anh tự nấu á thì nó sẽ không có được mềm như thế này, nó sẽ có một cái vị dai và đôi chỗ nó bị dai tới cái mức mà mình cắn không được cái vị chua của cái hèm á và vị ngọt của hèm và cái vị ngọt của gia vị nữa làm cho chúng ta cảm thấy nó rất là nhiều vị mà nó tổng kết lại là nó sao tổng kết lại là sao thanh tao. Lẽ ra là anh chỉ ăn như vậy thôi, nhưng riêng món này ăn thêm miếng nữa. Thằng nói là ngon cùng kiếp luôn.
ngon dã man rồi. Anh ơi, cái này không phải là một tay heo không? Lưỡi. Đúng rồi, có lưỡi heo nữa. Mà cái lưỡi heo nó rất là ngọt. Lưỡi heo thì nó rất là ngọt. Ăn vô nói chuyện rồi luyến ngán liền. Còn mấy đứa không ăn cứng họng hết. Hấp hấp. 2, 3. Ờ, bây giờ về. Cảm ơn. Thôi về ha. Về. Giờ ngon quá rồi chơi gì nữa. Thưa quý vị, bàn tiệc đầu tiên nói về rượu và cách thành phẩm từ rượu để dùng nấu ăn thì quá tuyệt vời. Rượu uống nhiều có hại sức khỏe, nhưng dùng mỗi thứ một chút xíu để nấu đồ ăn là cực kỳ đỉnh cao. Không phải ai cũng có cơ hội được ăn. Thật lòng là vậy. Chúng tôi nghiêng mình. Tất cả lên. Nghiêng mình. Thôi mấy đứa ngồi đi. Mấy đứa có được ăn rồi đúng. Ừ, mấy đứa cũng cần cảm ơn. Nghiêng mình tri ân ban tổ chức cũng như đầu bếp. Quá. Cũng nghiêng mình. Nghiêng mình cho sự chịu đựng của các bạn. Và với cái đà tăng trưởng này, dạ, thì anh nghĩ là bàn tiệc thứ hai cũng sẽ thuộc về tụi em. Tôi nghiêng mình chẳng không. À, nghiêng mình cho một cái sự may mắn ngày hôm nay. Chúng ta, chúng ta. Và ngày hôm nay phải nói là cái món này là một trong những món ngon nhất. Xuất sắc, ngon lắm, xuất sắc. Nghiêng mình trước nó. Thưa quý vị, bây giờ là vòng 2, mời quý vị đón xem. Ai, vòng 1 quá no. Nhưng vòng 2 cũng phải thắng chứ. Dạ, chúng sẽ thắng thôi. Cái đó là điều tất nhiên rồi bố à. À, mình cũng phải thua chứ hả? Anh ủng hộ quen tí coi. Rồi, để coi món ăn này có phù hợp với các bạn hay không. Xin mời, món ăn.